Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Lưu Phước và đây là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 9 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dịch cúm H5N6 trên gia cầm đang lan rộng tại miền Trung và có nguy cơ lây sang người trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Thử nghiệm thành công tàu lặn cỡ nhỏ phục vụ mục đích du lịch và nghiên cứu biển do Việt Nam lần đầu tiên nghiên cứu sản xuất. Ba người Việt vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ với cáo buộc bắt cóc và chặt đứt ngón tay của một đồng hương để đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc. Mật vụ Mỹ bị chỉ trích nặng nề sau hai vụ đột nhập vào Nhà Trắng, dù một trong hai thủ phạm được cho là bị bệnh trầm cảm và bất ổn về tâm lý. Thiết bị mới giúp các bậc phụ huynh quản lý con em mình tốt hơn khi trẻ bơi lội cũng như phòng ngừa nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra. Sau Quảng Trị thì dịch cúm AH5N6 trên gia cầm đã lan tới Quảng Nam và Quảng Ngãi, khiến hàng nghìn con gia cầm của các hộ dân bị chết. Thời tiết mưa nắng thất thường hiện nay đang khiến các ổ dịch bùng phát và có nguy cơ cao lây lan sang người. Ngày hôm nay, cơ quan thú y vùng 4 xác nhận dịch cúm gia cầm H5N6 vừa xuất hiện tại xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, khiến gần 3.000 con vịt của 3 hộ dân bị chết và đã được tiêu hủy. Trước đó, dịch cúm gia cầm cũng đã xuất hiện tại một hộ ở xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Số gia cầm mắc bệnh 1.000 con vịt, trong đó có 300 con bị chết. Đây là ổ dịch thứ hai ở Quảng Ngãi được phát hiện và xử lý. Nguyên nhân khiến dịch bùng phát ở các tỉnh miền Trung được cho là do thời tiết thay đổi thất thường trong thời gian qua, làm giảm sức đề kháng của gia cầm. Trong khi gia cầm không được tiêm vaccine nên mắc bệnh nhanh và chết nhiều. Nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng là rất lớn do các hộ chăn nuôi không chấp hành việc tiêm vaccine. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng đã đề nghị Sở Y tế các địa phương cần tăng cường giám sát dịch tễ tại các khu vực có ổ dịch cũ để chẩn đoán phát hiện sớm, cách ly điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đồng thời hạn chế số người mắc và tử vong. Lần đầu tiên, các y bác sĩ Việt Nam đã can thiệp sửa van tim qua da thành công mà không cần đến cuộc phẫu thuật mở tim. Các bệnh vừa được thực hiện tại Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam thuộc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Đây là một kỹ thuật phức tạp được phát triển bởi hãng Abbott của Mỹ. Kỹ thuật viên thực hiện siêu âm tim qua thực quản và sử dụng đầu dò 3D để dựng hình buồng tim trong không gian. Các bác sĩ sẽ theo dõi quá trình thực hiện trên màn hình và điều chỉnh, sửa van, khắc phục tình trạng hở van hai lá chỉ qua lớp da được chọn trước ngực của bệnh nhân. Kỹ thuật này tránh cho bệnh nhân phải chịu một cuộc phẫu thuật mở tim, đồng thời cũng giúp cho quá trình phục hồi của bệnh nhân nhanh hơn. Hở van hai lá là tình trạng van hai lá đóng không kín, khiến cho lượng máu bơm đi nuôi toàn bộ cơ thể bị giảm. Trước đây thì các bệnh nhân thường phải phẫu thuật sửa hoặc thay van hai lá nhân tạo. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bệnh nhân từ chối phẫu thuật hoặc không đủ tiêu chuẩn phẫu thuật do cao tuổi hoặc có các điều kiện kèm theo. Bảo hiểm y tế cần chi trả thêm tiền thuốc cho bệnh nhân điều trị ung thư. Đây là kiến nghị của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nhằm đem lại kết quả điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh quái ác. Hiện nay, trong một số các bệnh ung thư, nhất là ung thư máu, đã có những loại thuốc chủ lực có tác dụng đẩy lùi tế bào ung thư trong máu. Tuy nhiên, chi phí của những loại thuốc này là khá cao nên đa phần bệnh nhân không có điều kiện chi trả. Vì vậy, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương kiến nghị Bảo hiểm y tế cần mở rộng nhiều hình thức chi trả những loại thuốc này cho các bệnh nhân đang phải điều trị ung thư máu. Được biết, trong 5 năm qua, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nhà cung cấp thuốc đã cùng phối hợp để hỗ trợ thuốc cho bệnh nhân mắc ung thư. Nhưng thực tế, việc hỗ trợ này chỉ được thực hiện với một số bệnh ung thư với số lượng hạn chế và trên cơ sở các nhà cung cấp thuốc có đủ điều kiện. Còn với các bệnh ung thư phức tạp như ung thư máu thì chi phí thuốc dành cho điều trị cao hơn thế nhiều. Gần đây, lo ngại vỡ quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định hạ mức thanh toán xuống 50% đối với 19 loại thuốc, chủ yếu tập trung nhóm thuốc ung thư, xương khớp. Trong khi đó, những năm qua số kết dư quỹ bảo hiểm y tế vẫn lên tới vài nghìn tỷ đồng. Tiếp tục thông tin xung quanh những nghi vấn về sai phạm trong kinh doanh dược phẩm của công ty VN Pharma, cơ quan công an điều tra Bộ Công an vừa bắt thêm một nghi phạm khác có liên quan đến ông Nguyễn Minh Hùng là tổng giám đốc VN Pharma để điều tra về hành vi buôn lậu thuốc tại doanh nghiệp này. Người bị bắt là ông Võ Mạnh Cường, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan an ninh điều tra phát hiện ông Hùng
và ông Cường nhập lậu nhiều lô thuốc không rõ nguồn gốc với trị giá gần 1 triệu đô la tuồn vào Việt Nam. Sau đó đã làm giả hồ sơ giấy tờ để phân phối số hàng lậu này ra thị trường. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ đường đi của số thuốc trên, xem có bị đưa vào các bệnh viện hay không, và nếu có thì những bệnh viện nào, số lượng bao nhiêu. Đại diện VN Pharma cho biết, dù lãnh đạo công ty đang bị bắt, nhưng khi chưa có kết quả rõ ràng thì mọi hoạt động giao dịch của công ty vẫn diễn ra bình thường. Tuy chỉ mới chân nước chân giáo, bước chân vào thị trường dược phẩm Việt Nam được 3 năm, nhưng VN Pharma đã trở thành một trong những nhà cung ứng thuốc lớn nhất của cả nước. Được biết, trong một năm qua, công ty VN Pharma và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Nam Anh đều do ông Nguyễn Minh Hùng quản lý đã trúng thầu cung ứng thuốc cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 63 mặt hàng thuốc với tổng trị giá hơn 476 tỷ đồng. Đó là con số mà bất kỳ một doanh nghiệp dược lớn nào có nhiều năm hoạt động cũng khó có thể đạt được. Những câu chuyện về tảo hôn tưởng chừng đã xa rời đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số từ lâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây nạn tảo hôn lại đang có chiều hướng gia tăng trở lại, và điều đáng nói là các đám cưới của các cô dâu chú rể nhí giờ đây không hoàn toàn là do hủ tục hay là bị cha mẹ ép buộc nữa, ghi nhận tại tỉnh Sơn La. Năm ngoái, khi đang theo học lớp 11, Lương Thị Vân tự nguyện bỏ học để ở nhà lấy chồng khi mới 16 tuổi. Hiện nay, Vân đã có con gái gần 1 tuổi. Cô chỉ là một trong số hơn 250 người tảo hôn trong 6 tháng đầu năm nay ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chúng em yêu nhau, tự nguyện lấy nhau. Chồng em cũng chăm chỉ làm lụng lắm, đi làm thuê kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Hiện giờ em cũng chưa có ý định gì, chỉ biết đi chợ bán rau, ở nhà trông con thôi. Chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào để can. Các bạn con tôi giờ có đứa đi học đầy đủ, con mình thì ở nhà nuôi con, tôi cũng thương nhưng không biết phải làm sao. Điều đang nói là hiện nay tình trạng bố mẹ bắt con cái bỏ học lấy vợ lấy chồng không còn nhiều, mà chủ yếu lại là do các em thanh thiếu niên tự nguyện tìm hiểu, yêu và lấy nhau. Em thì lấy chồng năm 17 tuổi và hai đứa yêu nhau thì sống với nhau rất là hạnh phúc. Sau này thì em cũng chưa có dự định gì, mà chắc là sẽ ở nhà làm cà phê thôi ạ. Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, như thành lập các mô hình giảm tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại các xã và trường học. Tuy nhiên, những hoạt động này không đạt hiệu quả như mong muốn. Đi vào những đối tượng thì nhưng mà nghe thì họ vẫn nghe, lên nhà thì họ vẫn tiếp, nhưng mà mình đi tuyên truyền thì họ cũng vẫn nhận mình, nhưng mà về sau thì họ vẫn cứ tảo hôn như thế thì cũng rất khó khăn cho bên cộng tác viên dân số như chúng tôi. Luật hôn nhân gia đình, kế hoạch gia đình thì anh em tôi cũng đã tuyên truyền nhiều lần, xong vẫn còn xảy ra ở một số bản, mà đặc biệt là bản ở một số bản vùng sâu vùng xa, có những cặp vợ chồng là đến lúc là sinh con ra thì anh em tôi mới nắm được, là lấy khai sinh cho con thì mới nắm được cái chuyện là tảo hôn. Tuy nhiên đã xảy ra như vậy thì anh em tôi cũng đã mời đến xã để giáo dục thuyết phục, mà hơn nữa là lập biên bản một số hộ gia đình đã ra quyết định để xử lý theo pháp luật. Đã có rất nhiều hệ lụy nảy sinh, những câu chuyện đáng tiếc từ những cuộc hôn nhân giữa những cô cậu thanh niên chưa tròn 18 tuổi. Do đó, từng bước xóa bỏ quan niệm lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân miền núi là việc làm không thể trì hoãn khi chúng ta đã bước sang thế kỷ 21. Rạng sáng nay tại km 51+15 quốc lộ 62 thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 4 người thiệt mạng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra thì ô tô Toyota Vios 4 chỗ do tài xế Nguyễn Đình Thi cầm lái, chở vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang, Phạm Thị Ngọc Liên và em gái của bác sĩ Giang là chị Đặng Thị Tuyết Trinh cùng ngụ tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, chạy từ hướng thị xã Kiến Tường về thành phố Tân An. Khi đến địa điểm nói trên thì xe bị mất lái lao xuống ao ven đường. Trước khi bị lật úp xuống ao thì ô tô đã đi chạy khỏi mặt đường và chạy nghiêng một đoạn khoảng 60m. Khám nghiệm hiện trường cho thấy là cả 4 người trong xe đều tử vong do ngạt nước. Ban đầu thì chỉ có 3 người dân sinh sống gần hiện trường phát hiện ra vụ việc, tìm cách cứu nạn nhân nhưng bất thành. Cũng theo những người này thì khi thấy một chiếc ô tô 12 chỗ và một chiếc ô tô 16 chỗ chạy tới, họ đã chặn lại để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên cả hai chỉ chạy chậm lại, ngó nghiêng rồi lại đi tiếp.
Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày hôm qua tại khu vực chợ Tuần, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ cháy khiến 4 kiosk của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo những người chứng kiến thì ngọn lửa bắt nguồn từ kiosk tạp hóa của anh Nguyễn Bình Trầm, tuy nhiên kiosk khóa cửa nên việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn. Khoảng 10 phút sau thì đám cháy tiếp tục lan rộng sang 3 kiosk tạp hóa bên cạnh. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an huyện Quỳnh Lưu, lữ đoàn 16215 trên địa bàn, dân quân tự vệ cùng 2 xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Hoàng Mai đến hiện trường. Sau 1 tiếng đồng hồ thì đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên toàn bộ hàng hóa bên trong 4 kiosk đều đã cháy thành than. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Nguyên nhân ban được xác định là do sự cố chập điện. Sáng nay, chính quyền xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã phải huy động gần 70 người tham gia tìm kiếm một nạn nhân bị lũ cuốn vào chiều ngày 19 tháng 9. Nạn nhân là anh Ca Thủy, 33 tuổi, trú tại thôn 4 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm. Hôm qua, anh Ca Thủy cùng với vợ và con trai đi làm vườn tại khu vực suối Đạ Tanh. Đến chiều cùng ngày thì anh Thủy lội qua suối để về nhà. Nhưng lúc này thì nước từ đầu nguồn đổ về quá nhanh và chảy xiết khiến anh bị cuốn trôi. Trong những ngày qua thì lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm vài km dọc theo suối Đạ Tanh nhưng mới phát hiện một số vật dụng của anh Ca Thủy như là ủng, vùi, cưa. Đến thời điểm này thì lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân với phạm vi rộng hơn về phía huyện Đạ Tẻ. Theo thống kê, chỉ trong vòng một tuần qua trên cả nước đã có tới 20 người chết và mất tích do mưa lũ. Sau hơn 10 năm triển khai đầu tư xây dựng các cụm tuyến dân cư vượt lũ tại 6 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngoài những hiệu quả thiết thực cho người dân vùng lũ, thì chương trình cũng đang tồn tại nhiều khó khăn và bất cập lớn. Đơn cử như tình trạng dù đã quá hạn nhưng mà nhiều hộ dân không có đủ điều kiện để trả nợ, hay là kinh phí đầu tư thấp nên chất lượng của các cụm tuyến dân cư xuống cấp nhanh chóng, khiến cho người dân cũng không mặn mà và ở tại các khu vực này. Đây là cụm dân cư Tân Thành, nằm ngay trên trục đường lớn dẫn vào khu hành chính của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Hạ tầng đã hoàn thiện, nhưng không khí ở đây không khác gì những ngôi nhà bỏ hoang. Dù nước sông đang lên nhanh, tính mạng người dân bị uy hiếp, song không có nhiều hộ lựa chọn về đây ở. Cuộc sống cũng bấp bênh lắm chơi. Nếu như ruộng thì mần chỉ được có 2 vụ, còn mùa nước này cũng câu lưới đơn sơ thôi chứ không có nghề gì mà cho ổn định hết á. Nhưng mà do điều kiện của bà con thì lên đây sinh sống chỉ khoảng 50% chỉ tiêu so với huyện giao, là do một số điều kiện là đời sống bà con nó còn gặp rất nhiều khó khăn. Huyện Mộc Hóa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề của trận lũ lịch sử vào năm 2000, khiến trên 90% số hộ dân bị ảnh hưởng, ngập lụt trong suốt 3 tháng. Theo chương trình cụm tuyến dân cư giai đoạn 1, có 10 cụm và 5 tuyến dân cư với trên 2.400 lô nền. Nhưng cho đến nay mới chỉ lấp đầy được 44%. Còn theo thống kê chung từ Sở Xây dựng tỉnh Long An thì tỷ lệ này chưa được một nửa. Lúc đó chúng ta cũng không lường trước được hết cái hậu quả này. Cho nên mình làm là làm thỏa mãn hết cái số dân mà đang có ở trên vùng 10. Tức là ai bị ngập là mình tính cho người đó. Nhưng mà sau đó thì nó không ngập nữa thì người ta không vô thôi. Cái thứ hai nữa là gì, là mình quy hoạch đó thì cái đất của mình là nó cái diện tích đó, nó nhỏ quá. Nó chỉ phù hợp cho người nghèo thôi. Đây cũng là thực trạng chung ở nhiều địa phương khác, dù vẫn đang còn khoảng 2.000 hộ dân ở Đồng Tháp có nhu cầu về nhà ở, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Có một nghịch lý là tỷ lệ xét duyệt cho người dân nhận nền nhà thì cao, nhưng tỷ lệ lấp đầy cụm tuyến lại rất thấp. Với khoản vay 20 triệu hỗ trợ cho mỗi hộ từ nhà nước được áp dụng theo chính sách có cách đây cả chục năm, thì người dân thật khó có thể hoàn thiện ngôi nhà. Có những địa phương còn lơ lỏng, khi xét duyệt xong rồi tiếp theo cái bước 2 mà cái bước mà để vận động, tiếp tục vận động người dân, tạo điều kiện cho người dân để xây dựng nhà thì cái này nó cũng chưa xong. Có nghĩa là xét xong rồi, khi xét xong rồi người dân xây dựng nhà, không xây dựng nhà cứ để đó. Thì đối với gì góc độ ban chỉ đạo ở các địa phương thì còn cái hạn chế đó. Tính cho đến nay, chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ tại đồng bằng sông Cửu Long đã đi đến giai đoạn 2 và đúng ra phải hoàn thành cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, hiện chưa có một địa phương nào hoàn thành được tiến độ này. Năm nay, mùa nước lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã lên sớm, bất thường hơn và sẽ khó tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc do sự chủ quan của con người.
Ngày hôm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm 5 chư tăng ra làm nhiệm vụ Phật sự tại 3 chùa trên các xã đảo Nam Yết, Sơn Ca và đảo Phan Vinh thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì việc cử chư tăng ra làm nhiệm vụ tại Trường Sa là theo nguyện vọng tâm linh của quân và dân trên các đảo. Trong đợt này có 5 chư tăng sẽ nhận nhiệm vụ trụ trì và phó trụ trì trong thời gian là 1 năm. Tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm thì đại diện chư tăng nguyện làm tốt Phật sự tại các đảo, góp phần xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh. Huyện đảo Trường Sa hiện có 6 ngôi chùa. Trong những năm qua thì các chùa ở Trường Sa không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của quân và dân nơi đây, mà còn là bằng chứng khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Theo kế hoạch thì vào chiều ngày mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Cầm kiện Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội liên quan đến sản phẩm sữa dê Danle từng gây xôn xao dư luận về chất lượng sữa trong thời gian vừa qua. Đây là lần thứ 3 Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính này. Hai phiên dự kiến lần trước vào các ngày 22 tháng 8 và mùng 6 tháng 9 đều phải hoãn do vắng mặt của những cá nhân có trách nhiệm liên quan. Theo đơn kiện thì công ty Mạnh Cầm cho rằng quản lý thị trường Hà Nội đã có những phát biểu không đúng sự thật về sản phẩm sữa dê Danle gây thiệt hại cho công ty. Bên cạnh đó thì cho rằng lô hàng 5.600 hộp sữa đã thu giữ bị Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội bảo quản không tốt khiến hư hỏng. Công ty Mạnh Cầm còn yêu cầu Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội bồi thường số tiền 1,25 tỷ đồng. Đồng thời công ty Mạnh Cầm cũng yêu cầu tòa tuyên hủy quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục đối với công ty này. Vào ngày hôm qua, báo Bangkok Post của Thái Lan đưa tin cảnh sát nước này vừa bắt giữ 3 người Việt về tội bắt cóc, tống tiền một nạn nhân cũng là đồng hương người Việt. Theo cảnh sát Thái Lan, thì nhóm tội phạm này đã cắt một phần ngón tay út của nạn nhân và gửi về gia đình, đồng thời đe dọa sẽ chặt cả cánh tay nếu không nộp đủ tiền chuộc. Theo Bangkok Post, 3 nghi phạm có tên là Long 28 tuổi, Nguyễn Tấn Hải 27 tuổi và Nam 28 tuổi, còn nạn nhân có tên là Tài Hứa Hải 34 tuổi, hay còn được gọi là Bò, một người làm nghề bán cá tại nhà ở tỉnh Nonthaburi. Vụ bắt giữ diễn ra hôm 12 tháng 9, khi những người này xuống bến phà gần phố đi bộ ở phía nam Pattaya nhằm chạy trốn lực lượng an ninh. Anh Tài Hứa Hải kể rằng nhóm bắt cóc đã dùng vải bịt mắt anh, đẩy anh lên xe và trở về một ngôi nhà. Nhóm này cướp đi gần 100.000 bạt, tức khoảng 66 triệu đồng mà anh mang theo, sau đó bắt anh gọi về gia đình để đòi tiền chuộc 1,5 triệu bạt, tức gần 1 tỷ đồng. Gia đình anh Tài nói họ chỉ thu xếp được khoảng 100.000 bạt, điều này khiến băng tội phạm giận dữ. Sau khi nhận được những lời đe dọa của các nghi phạm, gia đình anh Tài đã quyết định liên lạc với cảnh sát. Lực lượng an ninh nhanh chóng lần ra dấu vết của băng tội phạm. Khi phát hiện cảnh sát đến gần, ba tên bắt cóc xích nạn nhân trong nhà vệ sinh và chạy trốn khỏi ngôi nhà. Lúc cảnh sát giải cứu anh Tài, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đánh đập. Cảnh sát buộc tội ba nghi phạm với các hành vi bắt cóc, cố tình gây thương tích và cướp của. Theo cơ quan chức năng, tên nam trước đó cũng tham gia vào một vụ bắt cóc ở huyện Bang Payin, tỉnh Ayutthaya. Cảnh sát cũng đang truy lùng hai nghi phạm người Việt đồng lõa khác. Sau 5 năm triển khai thiết kế và chế tạo, chiếc tàu lặn cỡ nhỏ do Việt Nam lần đầu tiên sản xuất đã vừa được đưa vào thử nghiệm tại nhà máy đóng tàu Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Con tàu lặn có tên gọi là Hòa Bình, đạt tiêu chuẩn quốc tế, là dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Vinashin thực hiện theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là con tàu lặn Hòa Bình, đạt tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên được nghiên cứu chế tạo sản xuất tại Việt Nam, với kinh phí thực hiện hơn 25,5 tỷ đồng. Tàu có chiều dài 6,63 m, chiều cao 2,74 m, tốc độ di chuyển 4,5 hải lý một giờ, thời gian lặn 24 giờ, độ sâu lặn 50 m, số lượng thuyền viên 4 người. Tại vịnh Cam Ranh có độ sâu 15 m, với điều kiện gió nhẹ, sóng khoảng cấp 4. Tàu lặn cỡ nhỏ này có thể liên lạc với bờ hoặc các tàu khác ở khoảng cách 1 km bằng hệ thống thông tin vô tuyến. Tôi cảm thấy là rất yên tâm và rất vui mừng khi được cùng với anh em thử nghiệm. Và có thể nói là chúng ta đã thành công. Con tàu này thì mới là cái thiết kế bước đầu. Chúng ta có thể sử dụng nó cho những cái lĩnh vực tương đối đơn giản như là du lịch hoặc là để kiểm tra giàn khoan, kiểm tra đáy biển. Nhưng trong tương lai với cái trình độ của anh em cán bộ kỹ thuật và kỹ sư của chúng ta, chúng tôi tin tưởng là chúng ta có thể làm được những con tàu hiện đại hơn và đa năng hơn, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thiết kế và công nghệ chế tạo,
lắp ráp tàu lặn của dự án được nghiên cứu dựa trên cơ sở thiết kế và công nghệ chế tạo của Cộng hòa Liên bang Đức. Tàu lặn nổi nhờ 4 phao lặn bố trí đối xứng hai bên thân vỏ tàu chịu áp lực. Cơ chế làm việc của tàu nhờ sự cân bằng của khí nén trong phao và áp lực nước bên ngoài phao. Vì vậy, vật liệu làm phao và chi tiết gắn kết với thân vỏ là thép inox đảm bảo vững chắc và không bị ăn mòn. Và ngay từ bây giờ chúng tôi đã bắt đầu có những cái phương án cho những cái loại tàu khác. Cái tàu này thì chúng tôi còn phải qua cái bước đăng ký để vận hành và nghiệm thu đề tài cấp nhà nước. Nhưng song song đó chúng tôi cũng đang chuẩn bị ra đời các cái series khác. Có lẽ chúng tôi sẽ ra sớm cái loại tàu du lịch. Sau khi kiểm tra thử nghiệm, sản phẩm tàu lặn này sẽ tiếp tục bước kiểm tra đăng kiểm đường dài do cơ quan đăng kiểm của Cộng hòa Liên bang Đức giám sát. Đây là bước kiểm tra cuối cùng để đăng kiểm cấp chứng chỉ an toàn kỹ thuật cho tàu hoạt động. Vào ngày mai theo giờ Mỹ, tòa án tại Washington sẽ đưa ra xét xử vụ ông Omar Gonzalez, 42 tuổi, đến từ bang Texas, đột nhập trái phép vào Nhà Trắng hôm 19 tháng 9, trong khi mang theo vũ khí có thể gây chết người. Hãng tin CNN dự đoán bản án dành cho ông Omar có thể lên tới 10 năm tù. Theo các thân nhân của gia đình ông Omar Gonzalez, ông Gonzalez bị bệnh trầm cảm và bất ổn về tâm lý, nên ông cần được chữa trị, chứ không phải là bị đối xử như một kẻ phạm tội. Tuy nhiên, tòa án tại Washington vẫn quyết định xét xử ông Omar và bệnh lý của ông chỉ được xem là một yếu tố để giảm án. Ông Omar Gonzalez đã mang theo con dao gập dài gần 9cm, nhảy qua hàng rào Nhà Trắng, nơi làm việc và là nhà ở của gia đình Tổng thống Barack Obama vào tối ngày 19 tháng 9. Người đàn ông này đã chạy thẳng tới cửa North Portico và bị bắt ngay tại đó. Ngày hôm sau 20 tháng 9, mật vụ Mỹ lại bắt được nghi phạm khác có ý đồ đột nhập vào Nhà Trắng. Sau hai âm mưu đột nhập liên tiếp trong 24 giờ đồng hồ, trong ngày hôm qua, cơ quan mật vụ Mỹ yêu cầu siết chặt an ninh, tiến hành xem xét lại toàn diện các biện pháp đảm bảo an ninh. Đồng thời, các mật vụ Mỹ đã bị chỉ trích nặng nề sau hai vụ đột nhập và nghị sĩ Đảng Cộng hòa Peter King cho rằng mật vụ Mỹ không thể biện hộ gì trong các vụ đột nhập vào Nhà Trắng và ông yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện. Những cuộc xâm nhập trái phép vào Nhà Trắng thời gian gần đây thu hút nhiều sự chú ý của dân chúng. Nhiều người dân Mỹ đã phân vân bằng cách nào mà tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt vào hàng bậc nhất thế giới lại có thể bị đột nhập dễ dàng đến vậy. Đồng thời, người dân Mỹ cũng chỉ trích Tổng thống Obama vì đã không rắn tay hơn với những người có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho mình. Cựu trợ lý giám đốc FBI Tom Fuentes đề nghị thiết lập thêm một lớp bảo vệ an ninh nữa tại Nhà Trắng, dù việc này có thể đồng nghĩa với việc phải điều động thêm nhân viên mật vụ. Trong khi thế giới vẫn đang phải loay hoay đối phó với sự lớn mạnh của nhóm Hồi giáo IS, thì mới đây giới chức Washington cảnh báo Khorasan, một nhóm khủng bố ít được biết đến, đang gây ra một mối đe dọa trực tiếp với Mỹ và châu Âu, nguy hiểm không kém gì tổ chức Hồi giáo IS. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ thừa nhận, đối với nước Mỹ thì nhóm khủng bố Khorasan còn nguy hiểm hơn nhiều so với IS. Các quan chức tình báo Mỹ cho biết do Mỹ quá tập trung vào chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt IS sau vụ IS tung video cắt cổ hai nhà báo nước này, nên không nhận thấy được những mối đe dọa tấn công khủng bố từ Khorasan. Họ cho rằng Khorasan có âm mưu và kế hoạch chi tiết tấn công nhiều mục tiêu trên đất Mỹ và châu Âu hơn là IS. Tuy nhiên, thì giới tình báo Mỹ được cho là nắm rất ít thông tin về Khorasan, chỉ biết Khorasan được thành lập bởi các phần tử tách ra khỏi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Liên quan đến nhóm Hồi giáo IS, ngày hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết đến nay thì đã có hơn 40 quốc gia lên tiếng ủng hộ các nỗ lực của Mỹ chống lại tổ chức Hồi giáo này. Đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng đến nay thì những điều tra về vụ MH17 vẫn chưa có kết quả khả quan. Trước tình trạng này thì người thân của các nạn nhân tại Đức trên chuyến bay định mệnh đang có kế hoạch kiện chính phủ Ukraine và cá nhân Tổng thống nước này Petro Poroshenko vì tội ngộ sát do bất cẩn và không đóng cửa không phận. Theo luật pháp quốc tế thì không phận của Ukraine phải được đóng cửa nếu không đảm bảo sự an toàn cho các chuyến bay. Do đó, những người thân của các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17 cho rằng bằng cách không đóng cửa không phận thì Ukraine đã chấp nhận rằng mạng sống của hàng trăm người vô tội có thể bị hủy hoại và điều này là vi phạm nhân quyền. Vì vậy, những người thân của các nạn nhân đã tuyên bố sẽ gửi đơn kiện chống lại chính phủ Ukraine và Tổng thống Petro Poroshenko vì tội ngộ sát do bất cẩn và tìm kiếm khoản bồi thường ít nhất là 1 triệu euro, tương đương 1,3 triệu đô la Mỹ cho mỗi nạn nhân. Cho tới nay thì hãng hàng không Malaysia Airlines đã hỗ trợ tài chính cho gia đình mỗi nạn nhân là 5.000 đô la Mỹ.
Ngày hôm qua, phát biểu tại một diễn đàn về đầu tư quốc tế ở Sochi, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích các biện pháp mới của Liên minh châu Âu nhằm vào các ngân hàng của nước này. Sở dĩ Thủ tướng Nga đưa ra những lời chỉ trích này bởi đến nay, nền kinh tế Nga đang dần phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng do lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Hiện nay, thị trường nông sản Nga đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng. Một số loại mặt hàng không thể xuất sang châu Âu đang bị dư thừa, trong khi đó Nga lại đang khan hiếm rất nhiều sản phẩm nông sản khác trước đó nhập khẩu từ châu Âu. Trước tình trạng này, Nga đã phải mở hỗ trợ nông sản để tìm kiếm các đối tác từ nhiều quốc gia khác. Chúng tôi đã chịu thiệt hại rất lớn từ lệnh trừng phạt của phương Tây. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, mọi việc sẽ khá hơn. Moscow đang cân nhắc lệnh cấm các hãng hàng không phương Tây bay ngang qua không phận Nga để trả đũa các biện pháp cấm vận vừa được Mỹ và châu Âu tăng cường để trừng phạt Nga vì can dự vào vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, nếu các hãng hàng không Âu Mỹ không được quyền sử dụng không phận Nga, hãng hàng không nhà nước Nga sẽ bị mất một khoản tiền cách xù là 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đồng thời, việc cắt giảm nguồn khí ga cung cấp cho châu Âu cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu của tập đoàn Gazprom. Theo ước tính, năm ngoái doanh số bán hàng của tập đoàn này cho châu Âu đạt 70 triệu đô la Mỹ. Còn việc cấm nhập khẩu ô tô từ phương Tây cũng gây ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất ô tô của Nga. Tôi tin rằng nếu Nga và phương Tây không đưa ra các biện pháp hợp lý, thì nền kinh tế của cả hai bên đều bị tổn thương. Các nhà phân tích lo ngại, các đòn ăn miếng trả miếng giữa Nga và phương Tây sẽ dẫn đến một kết cục bất ổn của lượng. Các biện pháp trừng phạt sẽ không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga mà là cả thế giới. Ngày hôm nay thì lệnh giới nghiêm 3 ngày của Sierra Leone hết hiệu lực. Mục đích của lệnh giới nghiêm là giữ cho người dân ở trong nhà để nhân viên y tế và tình nguyện viên đi kiểm tra từng nhà một và cách ly các ca nhiễm bệnh mới, ngăn không để Ebola lây lan thêm. Trong 3 ngày giới nghiêm thì Sierra Leone đã ghi nhận thêm 22 trường hợp mới nhiễm Ebola. Các trường hợp này đều đang được điều trị tại các trung tâm y tế. Cũng trong 3 ngày vừa qua thì chỉ những nhân viên y tế và khoảng 30.000 tình nguyện viên được phép ra ngoài làm việc và tới từng nhà để tuyên truyền về cách phòng tránh dịch bệnh. Chính phủ Sierra Leone kiên quyết áp dụng biện pháp được cho là cứng rắn này do nhiều trường hợp nhiễm Ebola không được phát hiện kịp thời và nhiều người giấu giếm việc nhiễm bệnh dẫn tới tình trạng lây lan mạnh trong cộng đồng. Tính đến nay, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì virus Ebola đã khiến cho ít nhất là 5.357 người ở Tây Phi nhiễm bệnh, trong đó thì 2.630 người đã tử vong. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai vì tai nạn thương tích cho trẻ em ở Mỹ. Trung bình mỗi ngày có ít nhất là một trẻ chết đuối và hơn 10 trẻ bị thương tổn do bị rơi xuống nước. Chính vì vậy mà một công ty ở Mỹ đã giới thiệu một thiết bị mới có tên là iSwimBand nhằm giúp các bậc phụ huynh quản lý con mình tốt hơn khi trẻ bơi lội cũng như là phòng ngừa nguy cơ về tai nạn đuối nước có thể xảy ra. Thiết bị iSwimBand được thiết kế theo nhiều dạng khác nhau, phổ biến nhất là dạng dây đeo trên đầu hoặc cổ. Bên trong máy sẽ đi kèm với 8 cảm biến khác nhau nhằm đo thời gian trẻ ở dưới nước và độ sâu của nước. Đồng thời, thiết bị này được kết nối với smartphone thông qua Bluetooth và một ứng dụng đặt sẵn để quản lý cũng như kích hoạt một số tính năng. Nếu như trẻ ở dưới nước quá lâu hay độ sâu lớn, thiết bị sẽ gửi cảnh báo tới các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, ứng dụng hiện mới chỉ hỗ trợ smartphone, sử dụng hệ điều hành iOS. Trước đây, tôi rất khó kiểm soát con nếu con tôi ở dưới nước, nhưng giờ tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều với thiết bị này. Tôi khá vất vả trong việc kiểm soát nhiều học sinh bơi một lúc. Gần như lúc nào tôi cũng phải căng thẳng để quản lý các em. Nhưng nay thì mọi việc đã đỡ hơn. Theo các chuyên gia, phạm vi hoạt động của thiết bị iSwimBand chỉ trong bán kính 30 mét và không thấm nước. Hiện giá thành của thiết bị này là khoảng 99 đô la Mỹ, tương đương 2 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian tới giá thành của nó sẽ rẻ hơn khi được sản xuất đồng loạt. Sáng nay, tàu vũ trụ Maven của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA bắt đầu bay trên quỹ đạo Sao Hỏa sau khi tiếp cận hành tinh này vào ngày hôm qua trong sứ mệnh nghiên cứu nhằm chuẩn bị cho dự án đưa con người tới hành tinh đỏ. Maven có nhiệm vụ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nước trên bề mặt của Sao Hỏa. Sau 10 tháng viễn du qua quãng đường dài 442 triệu km, tàu Maven đã đến Sao Hỏa và sẽ bắt đầu bay trên quỹ đạo hành tinh đỏ từ 8 giờ 30 phút sáng nay 22 tháng 9. Sáu động cơ đẩy của Maven sẽ được kích hoạt để con tàu đạt trạng thái ổn định trước khi tiến vào quỹ đạo Sao Hỏa. Sau đó, Maven sẽ bước vào giai đoạn bay thử nghiệm trên quỹ đạo trong 6 tuần trước khi bắt đầu dự án nghiên cứu bầu khí quyển hành tinh đỏ trong vòng 1 năm. Trong thời gian này, Maven chủ yếu bay cách bề mặt Sao Hỏa 6.000 km.
Tuy nhiên, sẽ có 5 lần Maven hạ xuống độ cao chỉ cách bề mặt 125,5 km để nghiên cứu môi trường bầu khí quyển sao Hỏa ở các độ cao khác nhau. Sứ mệnh của Maven là tìm hiểu điều gì đã xảy ra với nước và CO2 trên sao Hỏa vài tỷ năm trước đây. Đó là những thông tin cực kỳ quan trọng để hiểu lịch sử, khí hậu và khả năng hỗ trợ sự sống của sao Hỏa. Hiện robot tự hành Curiosity của NASA cũng đang nghiên cứu đất đá trên sao Hỏa để tìm bằng chứng về sự sống ở hành tinh đỏ nhiều tỷ năm trước đây. NASA cho biết dự án Maven là bước chuẩn bị quan trọng để thực hiện kế hoạch đưa người tới hành tinh đỏ vào năm 2030. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.